Hello Wilder fans, welcome back again to our channel, Wild Rift Pro Highlights. This channel is passionate to bring you the latest highlights of every Wild Rift tournament. Subscribe and be the first. And don't forget to smash that like button to help our Wild Rift friends to discover our channel. And if you wish to watch Wild Rift tournament highlights in the future, then this channel is right for you. Good luck and have fun. Isang mabilisang highlight na naman tayo mga kaibigan. Nakikinood pa rin tayo kay Baby Ate Yusol. Itong laban na to mga kaibigan, labanan ng Pinas versus Vietnam. Itong Chasing Dreams, Chasing at saka Flash Team. Mga ano to mga kaibigan, hindi to mga basta-basta team. Kasi mga experienced na rin ito sila. Uy! Uy! Tropical sweep. Uy! Uy! Joke Roy! Napapasigaw si Ate Yusol natin dyan. Hindi tumama ang ano, ang ultimate ni Coyote dun. Labanan na ang mananalo dito mga kabigan ay magpo-proceed sa grand final. Look! No! No one on one. Napatay ni Kanji si Coyote dun oh. Patay na si Gragas. Team Pinas. Ê, để ứng cây mưu xanh là không có được nha. Để ứng cây mưu xanh là hơi bây rồi đó. Tại sao dito si X. Nhưng mà sư giả là bên mình rồi. Sư giả bên mình lấy rồi. XB04 oh. Dalawang range pala sila dito. Uy, ang ganda. Nice. Sabay Final Spark. Spin for the win. Patay na. Patay na si Jack. At ang monkey, hinahabol. Uy, hindi pa namatay. Kanji nè, láo, đánh láo, đánh láo, đánh láo. Uy. Đó. Hay quá anh em. What the? Uy, napapasaya. Okay na. Kahit namatay ang Team Pinas, basta happy lang si Ate Yusol, yung baby Ate Yusol natin. Goods na yan, tactical strip. Stick ultimatum pala. Final Spark. Sa likuran na backline dito ang buo, no? Sa mga hindi nakakaalam itong Chasing Dream mga kaibigan, since matagal na tayo sa Wild Rift, malakas na to sila kasi lagi silang nasasama sa tournament ng China, kaya hindi rin ito sila basta-basta. Uy, sisi sila, hindi pa namatay, nag-silence pa. Kay Barley. Kay Broccoli. Ay ka ngayon kay Salo. Atay siya kay Camille. Ganda to si Camille. Pag merong kailangan i-isolate sa likuran. By the way, sa mga ano, mga hindi nakakalam, itong tournament ito ay sa mga challenger. Uy, tumama yung ultimate quiz. Atay, ay, napapasigaw si Baby Yuso natin dito. Ganda ni ano? Ng bản đồ ha, bản đồ ở dưới nè. Caster natin. Nhưng mà anh ấy không có bật lên nên là chị không nhìn được. Co-streamer. Boom. Trời ơi, đẹp thật. Đẹp thật. Chà. Canh chị đi. Oh, à. Ấy. Thì tao quá phật phật tay canh. Trời đất má. Lất đi nè. Ok, hero entrance, patay. Điên lắm chứ bằng được luôn mà. Còn chắc nó trâu rồi, còn chắc nó trâu điên luôn á. Buồn cười dã man. Ok. Nice. Ganda ng tactical sweep. Pero parang... Patay eh. Áp hết. Áp thì lại cay xe cho cũng hết. Tufuro? Lo. Bye bye. Long list. Tóc biến nhiều quá vậy. Galing mo? Galing gumamit ng kaisa. Ay, chua. Ay, chua. Shout out sa mga bumili ng kaisa dyan, mga kaibigan. O, ito, pumasok na. Final Spark. Patay. Lo, kabuhay na pala si ano? Paring Baron, guys. Siya, nag-teleport. Nag-tactical sweep. Patay.
kuha nito, parang nakuha. Ito ang malaking pagkakamali ng Flash Team, mga kaibigan. Double check ko nga, wait nga. Gating lang! Gating lang lang dyan! Kaya pala ang baron hong hong sayang. Gating ba dyan? Cố lên anh em ơi, fighting! Fighting! Đúng rồi, nổi tại nè, đục bị mẹo, xuất sắc. Nhưng mà nó đang chịu nhiều quá. Huwag kang ma-stress, baby. Cố lên, trời ơi. Team, Flash Team sila mga kaibigan. Yung una, Team Flash. Ngayon, Flash. Flash, Flash Team. Team Frost para, Team Frost. Pag la fast. Hayop ko yun tay. Patay. Nice. Fighting, baby. Magandang ano natin, co-streamer pag nakakapatay yung pit. Dum hadim. Sana all. Ang tournament na to mga kaibigan is from August to November, and then mayroon itong final. Ang mananalo sa final first at saka second is kasama sa ano, WRL sponsor tournament. By the way, tactical sweep, ang ganda ng flash sa by tactical sweep. Mahirap yun. Mahirap yung mga kaibigan, yung ganun. Doy. Uy. Kailangan mo talaga yung practice mga ganun ng mga galawan, bilis ng kamay. Chốt quyết định luôn nè, tại vì mỗi bên nào nhà cũng chỉ còn đúng một trụ thôi. Là, patay si Jack. Uy, mabuti na lang. Stay si Jack. Man! For the win, final part. Con yellow cơ. Hay phải chứ? Patay na. Uy, buhay pa. Justir, buhay po si Justir. Uy! Patay na si Coyote. Hala! Kaisa! Ay, ba Kaisa! Go lang! Ah, ito. Kaisa na lang ang natitira. Hala! Hala! Thôi, đừng chơi, đừng chơi. Pag tumama, patay kang bata ka. Mấy ông Kaisa đi thiệt chứ? Đi liệt chứ. Bạn không muốn thua, bạn đi về liền đi. Galing, magaling lang talaga si ano. XB04. XG Final Spark. Masyado ka. Oh. So Kaisa di ngayon, yay! Ay, last is straight ang baby natin. Ganda ni Ati. Ang chậm rì à. Trong khi còn đúng một giây nữa là pero parang delay yata siya no? Tagal niyang makaka-react. Tao có cần. Bây giờ nè, bây giờ mới là nasa 10 seconds pa bago siya nakapag-react ng namatay si ano. Patay ang ano dito, Gragas. Hextech ultimatum pa dito si ano, yun ang maganda. Pag mayroon talagang ano. Kawawa, talo. Uy, ito na naman tayo. Patay na naman. Si Kaisa. I mean si ano. Uy, ito hindi ka natawa. Galing. Of course, mananalo talaga ang Team Pinas. Kasi ano ito? Chasing Dream. Dream yan. Yan basta-basta. Rồi xong Jason Dream 2-1. Tagal na rin sila naglalaro ng ano, Wild Rift. Bán này cái xe sáng quá mà không win được. Tiếc. Natalo na nga nila yung mga ano rin, mga baguhan sa China na team. Nung ano nga yung rồi sau đó Volibear và Volibear tăng. Ano nila na salihan nila na natalo nila yung cứ chạy theo đằng sau vậy đó bắt đầu bị đó hôi hiu. Bully. Data yun, Bully. Sa Bully ang name na sa China. Okay, được rồi. Uy. This time, sinong gumamit ng Kaisa? Bữa rồi đánh nhau dữ vậy ta. Coyote at saka si ano? Uy, ang electric. Luật là không được thay người trừ khi có ai bị bệnh hay chấn thương. The bug.
Em thấy luật như vậy có được không? Ai gì Volibear? Nó ultimate na lang. Uy, con Volibear, đi sách thường nó nhiều quá vậy, nó đập một cái đùng thôi mà. Alam nyo ba na napakagaling mag-English niyan si Ate Yuzol? English yan. MC kasi yan siya dati. Oh, no wonder. Galing mag-English yan, mga kaibigan. But bro, I mean... Napaka-fluent mag-speak ng English nito si Ate Yuzol. Fetch line. Uy, ano yun? Ano yun? Bắt đầu là họ chuyển qua game. Ui, bọc yung hulo. Có sợ dân là lead dùng ultimate. Không gần cho sợ nó nữa. Đẹp quá, Uri lập đẹp quá. Yun pala yun. Những người bọc chuyển qua game esports là có Coyote, Jisoo, đi rừng. Bay. Và bạn MT hỗ trợ. Và người ở lại là Shy, ultimate vị trí Chinese. Baron và Ellie. Ellie hồi trước thì đi ADC nhưng bây giờ thì đã chuyển sang thành hỗ trợ. Không, Ellie hồi trước đi hỗ trợ, bây giờ chuyển sang ADC đúng không ta? À, Ellie bây giờ hỗ trợ mới đúng chứ, xin lỗi mọi người nha. Ellie bây giờ đang là người hỗ trợ chứ hồi trước đi IDC. Hồi trước đi IDC chèo kéo. Sana. Sana. Babalik yung yung 300 ta ano. Chơi hỗ trợ mà lại cảm thấy September cái sana sana hơn, sana ano sila sa sali sila sa September. Ellie về lại IDC rồi. Challenger pa rin ba sila? Pwede ba sila? Chị mới nói cái gì nha, chị quên. Mga invitahan sa Challenger. Ôi ôi, Volibear đi rồi. Ui. Bug. Ui, Coyote. Anh ấy tới rồi, anh ấy tới rồi. Nằm xuống liền. Game 1, so we will be more delay. Lucky lang damage na ano. Okay, we all watching. Kaisa. Ôi ôi. Kaisa. Ui, mấy ông tí chạy luôn mà. Pre-hit Kaisa skillin. Con gà này nó tính thiệt chứ. Thấy kaya. Nhưng mà con Fiora nó vô nó chọc ác quá vậy. Pre-hit si Kaisa, skill lead. Tuy mình chơi 2 ADC đúng không? Kaisa và Zeri. Harapan sila. Harapan yung chasing dream na ano. Maka-penetrate dito sa ano. Lấy đồng hay không? Lấy đồng hay không? Ui, hay quá. Meron kasing vibe. Má ơi, con patay, napasok na. Napasok ang Uy, likuran. Yun ang delikado. Còn một mạng đang chạy về nhưng mà bị giết luôn không ta? Má ơi, quét sạch. Tay siêu vây. Không, ở nhà Garen hồi sinh lại rồi. Ok, không sao. Ellie hồi còn ở Liên Quân. Ano kayang mangyayari sa Wild Rift sa 2024? Bridge Line Flash. Sabay, ano? Coyote! Do something! Ultimate kayo sa likuran, ganda. Since nag-focus na siguro tôi sana mag-focus din ang ano bắn đi, bắn lực lên. Ang Riot dito sa quá, không có ai đụm. Asia kasi sa China napaka taas ng views nila doon, laki yung market sa China kasi. Wala. Mình giết được hai chủ lực rồi, giết được Volibear với lại giết được con Fiora. Giết được hai cái đó là đỡ lắm luôn á. Ôi, thôi, đẹp quá. Nhưng mà không có hợp đội mình được rồi. Heal còn không nổi luôn mà Coyote giết heal được luôn. Đúng rồi Coyote. Sọc kia thật luôn. Hay. Ồ, tân tri phút. Lượt thiệt chứ. Có bọc play. Hay, napapasaya natin si Ate Yuzol. Vayner có kết quả, có kết quả, có kết quả rồi. Dito si ano? Fiora ra ano? Binuhat niya ano? Binuhat ni Coyote yung ano? Dito sa game. Bên họ đơn. Patay ka ngayon, patay ka ngayon, patay. Patay si Isil, patay si Isil. Chưa có win được, bên kia hồi sinh ra hết rồi. Coyote chưa bao giờ chết mà hồi xuân. Chưa bao giờ luôn á, thật sự mà nói, chưa bao giờ chết. Patay ka po rin quá hay. Malaki yung damage talaga ni ano dito, Kaisa. Now, Smith Sira.
Parang expect natin na ano next na mga tournament si Kaisa yung most highly contested. VRC is Versace, is it? Oh, English na siya at Yusol. Okay lang. N-E-S-S-E? What does that mean? Because this match is a third match and later on, there will be the winner of the match 25 and 26. Eh? Galing mag-English niya? Ganda ng ano, boses. Parang call center. They are the first match already and the match has finished. It was at 5 p.m. But I don't have the source to watch it, so I don't know the result yet. I'm really sorry. Win again, win jack mong wada. Halo tayo dito, tapos na to. It was the first match, it was around 5 p.m. But it finished already, but I don't know the result. Oh no, it was Versace versus Young Talent, not No Sponsor Esports. The No Sponsor Esports, they fight with SYG. Winner. Okay, bây giờ đang là 1-1 rồi, còn một ván nữa. Ito ano tayo na lead kasi si Ate Yusol, kaya wala na tayo sa meet. Saka hindi pa masyado maganda yung ano niya connection dito. Pero itong laro na to is ang game 1. Ito yung game 1. Hello, Anim. Tuling sửa wala. Tuling sửa wala nên hơi ồn. Hindi pa masyado maganda yung connection ni Ate Yusol dito. Masyado siyang naglalag. Hindi kasi pwede tayo makapanood kasi itong live stream na to is naka-unlisted sa YouTube, kaya yung mga meron lang link ang pwedeng makakapanood. Okay, pero luckily Ate Yusol ni nag-live siya at tapos siya naman talaga ang partnership ng ano, WRL sa ito challenger. Okay. Backtrack gold card. Uy, nag-log pa. Uy, patay, no? Hintay thì bên... Patay siya ni Titro. Đúng cái tên ra coi được không? Cái set Yusol của chị nó là... Hindi masyado maganda tong ano. Set sẽ biết khoe hết. Yusol biết khoe. Cái hashtag đằng sau là 3005. Lô, nag-ultimate. Em bị cái gì? Oh, replay. Instant replay. Isolate next day Sin Chan. Punta na dito si Kaisa. Patay kaya to. Patay yata to. Virus chart oh, lang công nè. Nhờ đồng hồ cát điện câu giờ trở lại. Ôi mày. Nghe vòng lại của ngày hôm nay. Vòng lại ngày hôm nay thì đã được chơi từ 5 giờ chiều rồi. Vừa 5 giờ chiều thì tính là tin cũng phá nên là tôi mau pull up. Vào 5 giờ chiều thì chúng ta đã có ván đấu giữa Versace với lại Young Talent. Tingnan natin. Uy, pumasok. Muna dito ang Jax. Okay. Hôm qua cùng đã thi đấu là chúng ta là đó là đội đến từ Hàn Quốc. Okay. Young Talent thì là của Việt. Hindi sila makapasok. Naghihintay sila sa ultimate. Vào thứ 2. Ván đấu thứ 2. Pasok dito yung pool. Ito na. Nakita na nilang ultimate ni ano. XB04. Pwede na silang pumasok dito. Pwede na. No sponsor eSports. Cũng là đều đến từ Philippines. Takbuhan ng mga ano. Wala. Narigan dito. Dito na, wala nang lag dito. O, replay muna konti. Chết rồi. Khổ thiệt sự luôn á. So, gold card sa explosive cast. Naku, hindi tumama. Patayan na dito. O, là có kết quả liền luôn. Ôi, cái này có combat thì được. Thôi có chỗ này không hay một tí nào. Nhưng mà bạn quân đi về phải nằm xuống rồi nè. Một người. Đội mình phối hợp tốt phết đấy chứ. Đội mình phối hợp tốt phết đấy chứ. Dạ ăn Baron. Nhưng mà thật ra nếu mà để bên đội chơi stream mà ăn được có Baron này thì hơi cực, hơi mệt nha. Khá là mệt đó.
patay agad ang Gragas. Ala, patay si Yuti, agaw buhay na siya. Kahit sa bang mo, fact, nahilong ka na, nakaka ka si Mayro. Okay. Post-team. Patay din. Okay. Uy, tora, dahil. Diyan, kaya sa sanlik. Napatay ni ano doon? Patay pa ni ano doon, no? Em ko trả lời đâu. Kay sa, nako po. Sana talo na siya. May comment na bị ẩn hồ, chị không thấy á bé. So, pag manalo dito ang Chasing Dream, sila yung maghihintay sa Grand Finals. Em nhìn thấy vai, bấm flash. At kung mananalo talaga sila dito, so, uy. Tự nhiên ăn được Baron xong mà đi hết cả cái combat luôn. Pasok sila sa finals din. Uy. Okay, congratulations sa Chasing Dream. Well played, well played. Bye-bye.